cả nhà ơi, Thuận đang có mặt ở số 198 Phạm Văn Đồng ha. Ở đây là ngay khúc Phạm Văn Đồng với đường ray xe lửa nha cả nhà. Đó, ở đây có cái quầy trái cây tự chọn. Để mình coi là vì sao cái khúc này rất nhiều người bán trái cây tự chọn ha. Và quán nào cũng đông khách hết. Đây, khách hàng đang mua. Rất đông khách các cả nhà. Anh ơi, trái cây tự chọn bán sao vậy? 30.000 tô nè. 30.000 một tô, rồi mình có quy định gì không? Hay là tự chọn là... Dạ, 30.000 mình ăn gì chọn đó, tùy thích. Có một loại 30.000 đấy hả? Dạ, loại lớn 50. À, tô lớn 50 phải không? Không biết sao anh? Với 30.000 hoặc 50.000 thì các bạn được tự ý chọn nha. Chọn đầy tô luôn hả? Dạ, lấy đầy thôi. Lấy full tô cỡ nào cũng được đúng không? Dạ. Okay. Mình có bao nhiêu loại trái cây? Viêm 25 loại. 23. Bữa nay 23 loại, viêm 25. 23 loại nha cả nhà, tha hồ lựa chọn. Đó, cả gia đình bán này rất vui vẻ ha. Anh bán đi lâu chưa? Dạ, bán lâu rồi nè. Lâu rồi hả? Mình sẽ đi quay cho các bạn coi từng món nha. Đây mình thấy có mít, có xoài nè ha. Mít, xoài, thăng long, dưa hấu, ổi, xoài. Có cả mật Hà Nội nữa nha. Dưa gan đồ. Thăng long ruột đỏ. Dưa gan, seri, táo, đu đủ. Mật có nhãn nữa nè, thơm ha. 23 loại trái cây nha, tha hồ lựa chọn. Ở đây mình thấy có cả cái gì nè, củ sắn nè, cái này là đào hả? Bơm à? À, trái bơm. Hình như khu này đây, cái quầy của anh lúc nào cũng đông khách nha, mình có đi ngang đây nhiều lần và thấy lúc nào cũng đông khách nha cả nhà ơi. Đó. Có một cái không gian rất là thoải mái nha, ngay bên kế đường ray này, chỗ để xe ha, đường ray xe lửa trong này các bạn. Nhìn không gian rất mát mẻ lãng mạn ha. Có nguyên cái dàn đèn này ha. Okay. Đèn của nhà con lắp hay đèn của bên này? Ồ, nhà con lắp đèn luôn hả? Cái gì đâu anh ơi? Ngày bán mấy tạ trái cây anh? Không nhiều hả? Cái khách quá trời khách này. Có sạch thêm không? Rồi một hồi mình sẽ ăn một tô 30. Mình có cái gì phụ gia thêm trái cây của mình không? Có sữa siro với dừa khô rồi. Sữa siro với dừa khô. Ok. Ý tưởng nào mà anh làm trái cây dĩa cho người ta tự chọn như vậy? Là cô trên mạng đâu anh ạ? Cô trên mạng đâu hả? Trước làm theo. Ồ, thì chứ không phải mình là người đầu tiên làm ở đây hả? Dạ, đây bán đầu tiên ở Phạm Đồng anh ạ. À, là anh học ở đâu về? Ở dưới Cần Thơ anh ạ. À, dưới Cần Thơ là có đúng không? Thì là cái quầy của anh này là cái quầy đầu tiên ở trên đường Phạm Văn Đồng ha. Chắc là anh coi cái chương trình ở chợ đêm Cần Thơ thì có cái món này, trái cây tự chọn. Rồi anh học theo anh làm ha. Okay. Đây khách hàng mới vô.
dĩa có đồ gác sẵn sàng. Trái cây mình ngó qua thì thấy cũng rất là ổn nha mọi người. Rồi mình sẽ lựa trái cây ha. Đó, mình đã chọn một tô trái cây 30k và nhờ anh bỏ đá mình. Đá ha, siro ha, sữa ha, đó. Nhìn rất hấp dẫn nha. Ok, có muối luôn. Bỏ thêm cái... Đó, càng đêm càng đông nha. Đang cái lúc có tàu chạy qua nha. Đó, vừa ăn vừa được coi tàu chạy nha. Mình sẽ quay tàu cho các bạn coi ha, tàu đang tới. Trời ơi, tàu gì có khúc vậy trời. Có cái... Rồi bây giờ là tiết mục thưởng thức nha cả nhà. Đã. Ăn trái thanh long tím ha. Rất là mát, ngọt. Rồi, cả nhà có muốn ăn trái cây 30k tự chọn với cái tô khổng lồ như vậy thì ghé nè đây nha. Rồi, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ha.